Trộm vía, có nhiều các bác khen em có mặt mộc đẹp ý. Thôi thôi nhà, cứ ngại người ta chia sẻ bí quyết hoài. Ô, thôi thôi thôi, em không nói đâu, không nói đâu. Vâng, đầu tiên các bạn cần rửa mình. À không, rửa mặt nha mọi người. Rửa mặt thật sạch sẽ nè. Rửa cho cái mặt hết nhơn nha, hết đùi dỡ như mọi người. Em phi ngay vào trong tủ lạnh lấy ra một bé ủi than. Bé ủi than mà em đã giới thiệu với mọi người rồi nha. Ê, cực kỳ luôn ạ. Dạ, có bác nào muốn hỏi về công dụng của bé này không ạ? Có ai không ạ? Dạ có ai không ạ? Dạ không có ai thì em tự trả lời luôn ạ. Dạ, công dụng không có nhiều nha mấy ma. Chỉ có kích trắng cho da, đào thải độc tố, làm sạch lỗ chân lông, loại bỏ tế bào chết và tẩy sạch mụn cám, mụn đầu đen, bổ sung tất cả khoáng chất cần thiết cho da. Và đặc biệt là sử dụng được cho cả da nhạy cảm đấy nha mọi người. Và đắp xong các bác để cho em 15 phút, 15 phút đủ trên TikTok nha mọi người. Vậy là em mãn nguyện lắm rồi. Bye bye mọi người. Còn bác nào chưa biết mua ở đâu thì book cho fanpage của em nha.